Cô chào các em, hôm nay chúng ta học bài mới, tiết 39 bài số 2, liên hệ giữa cung và dây trong một đường tròn, hay hai đường tròn bằng nhau. Trước khi vào bài mới thì chúng ta sẽ tìm hiểu, giới thiệu cụm từ cung căng dây và dây căng cung. Cụm từ cung căng dây và dây căng cung để chỉ mối liên hệ giữa cung và dây có chung hai mốc. Ví dụ, cô cho hình vẽ. Trên hình vẽ có dây AB và hai cung. Dây AB và hai cung. Cung AMN là cung nhỏ. Cung thứ hai, cung ANB là cung lớn. Các em chú ý con trỏ của chỉ. Các cung và dây đều chung mốc A và B. Ta nói dây AB căng hai cung AMB và ANB. Hai cung ANB và AMB căng dây AB. Chúng ta chú ý, trong hai định lý dưới đây ta chỉ xét đến cung nhỏ. Ta có bài toán số 1. Cho đường tròn tâm O có cung nhỏ AB bằng cung nhỏ CD, chứng minh dây AB bằng dây CD. Cô đã vẽ hình. Giả thiết cho đường tròn tâm O bán kính R có cung AB, ký hiệu cung AB bằng cung CD. Chúng ta còn đi chứng minh dây AB sẽ bằng dây CD như thế nào. Ta có cung AB bằng cung CD, suy ra góc ở tâm AOB bằng góc ở tâm COD. Theo liên hệ giữa cung và góc ở tâm, các em đã học định lý trước. Số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó. Cô chứng minh bài này bằng lời lại chút xíu, nhưng khi trình bày chúng ta trình bày ngắn gọn như thế này thôi. Ta có góc AOB là góc ở tâm chắn cung AB. Góc COD là góc ở tâm chắn cung CD. Theo định nghĩa số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó, thì góc AOB bằng số đo cung AB. Góc ở tâm COD bằng số đo cung CD. Thế thì hai cung bằng nhau thì suy ra số đo của hai cái góc đó, hai cái cung đó cũng bằng nhau. Như vậy khi chứng minh chúng ta ghi, chỉ còn ghi một dòng này là đủ. Tiếp tục, khi hai cung bằng nhau, cung AB bằng cung CD, thì hai góc ở tâm AOB bằng góc COD. Thế thì để chứng minh hai cạnh AB bằng cạnh CD, thì ta phải xét hai tam giác chứa hai cái cạnh này bằng nhau. Như vậy ta thấy là đoạn thẳng AB nó là một cạnh của tam giác AOB, CD là một cạnh của tam giác COD. Như vậy xét hai tam giác AOB và COD, ta có cạnh OA bằng cạnh OB bằng cạnh OC bằng cạnh OD luôn, và bằng bán kính R. Góc AOB bằng góc COD chúng ta vừa chứng minh lúc nãy, nên hai tam giác AOB bằng tam giác COD theo trường hợp cạnh góc.
bằng cung CD suy ra dây AB sẽ bằng dây CD. Tiếp tục chúng ta có bài toán số 2. Cho đường tròn tâm O có dây AB bằng dây CD. Chứng minh cung nhỏ AB bằng cung nhỏ CD. Cô vẽ vị hình trên bảng, giải thiết kết luận của mấy bài toán dựa vào hình vẽ như sau. Cho đường tròn tâm O bán kính R, dây AB bằng dây CD. Kết luận cung AB bằng cung CD. Thì chúng ta cũng đi chứng minh điều này như thế nào. Như vậy ở đây các em thấy là hai cạnh AB bằng cạnh CD. Vậy thì hai tam giác AOB bằng tam giác COD bằng nhau theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Nên suy ra hai góc AOB bằng góc COD vì nó là hai góc tương ứng. Suy ra, chúng ta suy ra được là cung AB sẽ bằng cung CD, liên hệ giữa cung và góc ở tâm. Và chúng ta có nhận xét số 2. Khi dây AB bằng dây CD thì cung AB bằng cung CD. Chúng ta có trường hợp hai đường tròn bằng nhau. Cho hai đường tròn O và O phẩy bằng nhau. Dây AB và dây CD. Nếu dây AB bằng dây CD thì cung AB có bằng cung CD không? Và ngược lại, cung AB bằng cung CD thì dây AB có bằng dây CD không? Bây giờ chúng ta sẽ thử kiểm tra. Nếu chúng ta chồng khít hai đường tròn này lên nhau, vậy chúng ta thấy rằng dây AB và dây CD bằng nhau, cung AB và cung CD cũng bằng nhau. Thế thì để chứng minh được dây AB mà bằng dây CD thì cung AB sẽ bằng cung CD như cái lời nhận xét lúc nãy, và ngược lại, khi hai cung bằng nhau thì hai dây cũng bằng nhau. Thì các em về nhà tiếp tục làm cái điều này. Thì từ các cái trường hợp trên, chúng ta có cái định lý số 1. Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hoặc hai đường tròn bằng nhau thì ta có hai cung bằng nhau căng hai dây bằng nhau, hai dây bằng nhau căng hai cung bằng nhau. Chúng ta thể hiện bằng hình vẽ. Dựa vào hình vẽ chúng ta có được cái giả thiết kết luận. Cho đường tròn tâm O bán kính R, hai cung AB và cung CD. Nếu hai cung bằng nhau, A cung AB bằng cung CD thì dây AB sẽ bằng dây CD. Trường hợp số 2, nếu dây AB bằng dây CD thì cung AB sẽ bằng cung CD. Và chúng ta đã chỉ ra được hai cung bằng nhau thì căng hai dây bằng nhau, hai dây bằng nhau thì căng hai cung bằng nhau. Trong một đường tròn hoặc hai đường tròn bằng nhau, chúng ta vừa đi chứng minh lúc nãy. Thì chúng ta học thuộc lòng cái định lý số 1. Thế thì ở đây chúng ta có một cái trường hợp khác. Nếu dây AB mà lớn hơn dây CD, vậy thì cung AB có lớn hơn cung CD không? Ngược lại, cung AB mà lớn hơn cung CD thì dây AB có lớn hơn dây CD không? Vậy đây chính là nội dung định lý số 2. Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hoặc hai đường tròn bằng nhau, cung lớn hơn căng dây lớn hơn, và dây lớn hơn căng cung lớn hơn. Ở định lý số 2, chúng ta không cần phải chứng minh. Chúng ta học thuộc lòng định lý này. Chúng ta dựa vào định lý để làm một số bài tập sau đây. Bài tập trắc nghiệm. Điền chữ D nếu đúng và chữ S nếu sai vào ô trống thích hợp. Các
em cùng làm bài với con nhé. Câu 1, nếu hai dây bằng nhau thì căng hai cung bằng nhau. Vậy thì câu này đúng hay sai? Câu này là sai. À, vì sao sai hả? Vì ở đây các em giải thích bằng hình vẽ nè. Ở đây cô có hai đường tròn tâm O và đường tròn tâm O phải không bằng nhau. Dây AB và dây CD bằng nhau. Nhưng góc AOB bằng 100 độ, góc ở tâm chắn cung AB. Góc ở tâm chắn cung AB nên suy ra số đo của cung AB sẽ bằng góc AOB, cho nên số đo cung AOB bằng 100 độ. Đối với đường tròn tâm O phải thì góc O phải, góc COD chắn cung CD nên suy ra số đo của cung CD sẽ bằng góc CO phải D nên số đo cung CD bằng 60 độ. Vậy các em thấy rõ ràng ở đây, nếu hai dây bằng nhau thì thiếu điều kiện, đó là trong một đường tròn hoặc hai đường tròn bằng nhau thì mới đúng, còn ở đây bị thiếu nội dung. Vậy ý kết luận câu 1 là sai. Số 2, câu 2, trong một đường tròn cung nhỏ hơn căng dây nhỏ hơn. Vậy đây là câu trả lời của mình là đúng. Lý do vì sao? Vì đây là theo định lý số 2. Định lý số 2. Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau, cung lớn hơn, căng dây lớn hơn. Như vậy, cung nhỏ hơn sẽ căng dây nhỏ hơn. Vậy điều này là đúng. Câu số 3. Hai cung có số đo bằng nhau thì bằng nhau. Câu này đúng hay sai? Và câu này là sai. Lý do vì sao? Thì ở đây các em thấy hình vẽ. Cô cho hình vẽ. Cho phản ví dụ bằng cái hình vẽ đây. Cho đường tròn tâm O nhỏ và đường tròn tâm O lớn. Hai đường tròn này đồng tâm. Các em thấy góc ở tâm AOB là đối với đường tròn tâm lớn, thì góc AOB chắn cung AB nên số đo của cung AB bằng 60 độ. Đối với đường tròn tâm O nhỏ thì số đo cung CD sẽ bằng 60 độ. Vậy thì các em thấy rằng hai cung AB và cung CD có cùng số đo nhưng chúng không bằng nhau. Vì sao? Vì hai đường tròn này không bằng nhau. Cho nên ở đây câu này sai ở chỗ hai cung có số đo bằng nhau nhưng phải thêm điều kiện là hai cung có số bằng nhau trong một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau thì chúng mới bằng nhau. Câu 4. Khi so sánh hai cung nhỏ trong một đường tròn, ta có thể so sánh hai dây căng hai cung đó. Vậy thì câu này là đúng. Vì sao? Theo định lý số 1, với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau thì hai cung bằng nhau căng hai dây bằng nhau. Hai dây bằng nhau căng hai cung bằng nhau. Và theo định lý số 2 thì nếu cung nào lớn hơn thì căng dây lớn hơn. Vậy dây nào lớn hơn căng cung lớn hơn. Vậy câu này là đúng. Như vậy khi so sánh hai cung nhỏ trong một đường tròn, ta có thể so sánh
2 giây căng cung đó. 2 giây bằng nhau thì căng 2 cung bằng nhau. Giây nào lớn hơn thì căng cung lớn hơn. Như vậy qua bài tập trắc nghiệm, chúng ta còn phải chú ý lại, chú ý trong cái định lý số 1 và số 2, còn chú ý điều kiện là với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau thì định lý 1 và định lý 2 này mới đúng. Tiếp theo, chúng ta làm bài số 10 sách giáo khoa trang 71. Vẽ đường tròn tâm O bán kính R bằng 2 cm. Nêu cách vẽ cung AB có số đo bằng 60 độ. Hỏi dây AB dài bao nhiêu cm? Câu B, làm thế nào để chia đường tròn thành 6 cung bằng nhau như trên hình 12? Ở câu A, nêu cách vẽ cho đường tròn tâm O bán kính R bằng 2 cm. Ta lấy một điểm A trên đường tròn, vẽ góc AOB bằng 60 độ thì suy ra cung AB có số đo bằng 60 độ. Liên hệ giữa cung và góc ở tâm, thì ở đây chúng ta dùng thước đo độ để đo góc AOB bằng 60 độ. Thế này, cha đã vẽ xong cung AB có số đo bằng 60 độ. Hỏi dây AB dài bao nhiêu cm? Như vậy chúng ta sẽ đi chứng minh cái điều, xin lỗi, đi tính cái điều này. Các em quan sát, xét tam giác AOB ta có cạnh OB bằng cạnh OA bằng bán kính R. Mà suy ra góc, nên suy ra góc tam giác, cô xin lỗi, suy ra tam giác AOB con tại O mà góc AOB lại bằng 60 độ theo cách vẽ, nên tam giác AOB là tam giác đều. Do đó ba cạnh AO bằng OB bằng AB và bằng R và bằng 2 cm. Ở câu B, làm thế nào để chia được đường tròn thành 6 cung bằng nhau như hình 12? Như vậy ở đây chúng ta sẽ vẽ như thế nào? Chúng ta dựa vào bài tập lúc nãy, thì ở đây các em thấy rằng là gì? Dây AB bằng bán kính R và cung AB sẽ bằng 60 độ, số đo cung AB bằng 60 độ. Đường tròn này chia thành 6 cung bằng nhau, vậy thì 360 độ chia 6 thì mỗi cung bằng 60 độ. Nên ở đây chúng ta thấy rằng mỗi cung bằng 60 độ thì suy ra 6 dây chắn 6 cung sẽ bằng nhau, mà dây của mình sẽ bằng bán kính R. Từ cái phân tích đó chúng ta sẽ vẽ hình như sau. Dùng cung ba đo đường tròn bằng bán kính R ha. Bán kính R. Như vậy rõ ràng dây AB ha bằng bán kính R. Tiếp tục chúng ta đặt tâm tại B. Quay đường tròn tâm B có bán kính R và tiếp tục. Như vậy rõ ràng chúng ta vẽ liên tiếp các dây bằng bán kính R nên mỗi cung của mình sẽ bằng 60 độ. Vậy rõ ràng ta đã chia được đường tròn này thành 6 cung bằng nhau. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng cái câu B sau này để vẽ một cái tay. Nếu mà chúng ta nối cái 6 đỉnh này lại với nhau thì nó sẽ thành hình lục giác đều. Mà nếu nối 3 đỉnh thì nó sẽ là hình tam giác đều. Lục giác đều nội tiếp đường tròn và tam giác đều nội tiếp đường.
nối ba đỉnh lại. Đỉnh A, đỉnh ở đây, cách một đỉnh thôi các em. Như vậy chúng ta có tam giác đều, nội tiếp đường tròn. Và sau này chúng ta sẽ ứng dụng để chúng ta vẽ hình làm bài tập, đặc biệt là trong các kỳ tuyển sinh. Ở bài 13 chứng minh rằng một đường trong một đường tròn hai cung bị chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau. Vậy cho đường tròn tâm O có hai dây, có hai dây AB và CD song song với nhau. Như vậy hai cung bị chắn giữa hai dây đó là cung AC và cung BD sẽ bằng nhau. Vậy vì sao hai cung này sẽ bằng nhau? Chúng ta sẽ đi lần lượt chứng minh điều này. Chứng minh, chúng ta còn vẽ thêm đường phụ, kẻ đường kính EF vuông góc với AB và nối O với A, với điểm A, điểm B và điểm C. Suy ra được là cái cung, số đo cung EAF sẽ bằng số đo của cung EBF. Đường kính sẽ chia đường tròn ra thành hai phần bằng nhau. Và mỗi cung là nửa đường tròn nên có số đo là 180 độ. Thế thì ta có tam giác AOB cân tại O. Vì OA bằng OB bằng bán kính R nên suy ra góc, xin lỗi, mà tam giác AOB lại cân tại O có OE chính là đường cao theo cách vẽ, nên OE cũng là đường phân giác của góc O, tức là góc OAOB. Đường phân giác OE là đường phân giác, nên suy ra hai góc AOE bằng góc BOE. Nên suy ra số đo hai cung AE và cung số đo cung BE bằng nhau, liên hệ giữa cung và góc ở tâm. Chứng minh tương tự thì đối với nửa đường tròn phía bên này thì số đo cung CF cũng sẽ bằng số đo của cung FD. Như vậy ở đây các em thấy là gì? Ta lại có số đo cung AC lại bằng số đo của cung lớn AFAE trừ số đo hai cung nhỏ, đó là AE và CF. Số đo của cung BD cũng bằng số đo cung lớn FBE trừ số đo hai cung nhỏ, đó là số đo cung BE trừ cho số đo cung FD. Như vậy ở đây chúng ta từ điều 1, điều 2 và điều 3. Điều 1 là hai số đo cung lớn bằng nhau và bằng 180 độ nè. Điều 2 là số đo hai cung nhỏ AE bằng BE nè. Điều 3 là số đo cung FC bằng số đo cung FD nè. Nên ta suy ra hai số đo cung AC bằng số đo cung BD. Nên suy ra cung AC sẽ bằng cung BD. Như vậy bài học đến đây là kết thúc. Kem về nhà còn học thuộc hai định lý 1 và 2. Xem lại các bài tập cô đã giải. Làm bài tập 11, 12, 14 sách giáo khoa trang 72. Chúc em học tốt trong đợt nghỉ phòng tránh dịch COVID-19. Chào các em, hẹn gặp lại các em trong tiết sau.